chào các bạn. Hôm nay mình đi chợ mùng 10 nha. Mọi người đi để cúng mua đồ về cúng đất đai nè. Đây, các bạn. Mua gì mà? Thịt về ăn hả? Dạ. Sáu ngàn không rau con tráng mà. Rau con tráng sắp xà lách rồi em. À, rau giáp được phải không? Dạ. Rau giáp hả? Ừ, rồi. Giáp này là chị hút rồi. Có tàu hủ không? Tàu hủ hết rồi. Cái gì bạn? Chạy gì không? Ủa, con đi chợ hả sao? À. Mẹ hả? Mẹ, ủa mẹ rồi. Rồi mẹ ra ngoài kia rồi. Tôm hả mẹ? Mấy cá cầu cảnh để cúng 10. Qua mua cá lóc bự. 3 ký mà mua. Cá lóc bự hả? Không. Cá lóc bự hả? Cách ao cái chỗ ông ba. Cái đó là mua khỏi Thả Lâm luôn. Trời ơi. Có gì cơ? Hai con chết hết con. Hai con chết hết con.
về luộc cúng. Có cua đồng ớt có còng không? Không, cũng có cua không chị. Đây cũng có con nào. Làm nhìn này hồi. Không lâm ký không ký. Này kia còng không ra. Con mơ đó là cái cọng cơm hồi nãy. Dạ. Con khỏe quá có chục vàng chứ bà đó. Ai mà được cơm nó ngon vậy đó. Vậy cua không có cua hả mẹ? Dạ, mua cái này đi. Không thấy con tôm này. Này. Mày bán sao vậy? Dạ, 20.000 con. 20.000 con. Mua con gì? Con đây, mọi người đang nhảy kìa. Ê, nãy mẹ mua 30.000 con rưỡi gram này nè. Con này có càng không? Dạ. Quay bắt lên đi. Giờ 20.000 con bự cũng nhỏ cũng vậy. Ê, giờ bắt con bự. Thì mình lựa con bự. Đây. Bắt con nào bắt à? Con này không có cái càng. Càng rụng ráo rồi. Giải càng ráo rồi. Giải càng ráo rồi. Con này đi có càng nè. Con này đi. Ê. Có tôm càng thôi à. Cho con nó bị rụng càng hả? Rụng cái kê nè. Hai chục. Mà kiếm cái lá được con. Nó dễ lộn. À, nhìn đó mà. Này ai có còng với cua bán ngon ha, không có ai bán hết. Chị Hằng mua thêm tổ với giá rồi còn. Dạ. Nó quay rồi. Dạ. Có trứng về cứng hả?
nay mua đồ cúng mùng 10 mà hết cua các bạn. Mấy ăn còng thì lúc này kiếm không ra luôn. Hồi sáng mọi người nó có mấy con này ta vô ta dành bán mua hết rồi. Giờ mình mua cá lóc thì mua hôm qua rồi. Mua vài cái con tôm với trứng hột vịt với cục thịt luộc. Trầu cao hết luôn rồi các bạn. Rồi, bữa nay mình về mình nướng cá lóc quay phim cho các bạn coi nha. Cá lóc lóc cũng là 10 nè. Nãy mới hết trầu cao à? Dạ. Rồi. Đổ nguyên hoài cao vô bán. Trời ơi, sống gì kỳ quá trời. Dạ. Mua rồi mà cho tươi. Cho miếng khác thì qua mua rồi mà cho tươi. Trầu cao về cúng. Ba ngàn. Ba ngàn. Dồi đó rồi. Dồi đang trầu quá. Thuốc nghe. Dồi thuốc nghe. Ba ngàn. Ở cái này để làm gì? À, cúng cá chứ cơ, cúng đốt à hả? Bạch ni lông nãy tôi đưa sạch rong á, sạch rong. Bữa rồi mới mua mà cái này để vẫn vẫn lấy cao nè. Ủa sao nó lấy mà nó không đưa tiền tôi ta? Nó lấy đi rồi họ. Đổ tiền đi mấy lá. Giờ ít thấy ăn trầu ăn cao quá mà ngày xưa bán nhiều lắm. Đậu khách cái đất đây dở như bán để sáu ngàn trầu cái khách vậy nè. Dạ. 6 ngàn. Giờ thấy ít người ăn trầu quá ha. Mấy con hai bịch trầu cao đi. Có trầu cao mọi người nãy giờ chờ đợi khách hàng. Dạ, có hàng hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ. À, đi về mà. Bánh mì sáng à? Đó, bánh mì về ăn ở nhà có nguội á. Dạ, dạ. Giờ mình về đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Các bạn nhớ đón xem cúng mừng 10 nha. Cúng mừng 10 ở dưới miền Tây như thế nào nha. Dũng mua tôm chưa? Ở đây. Chen vô không được. Chen vô này nè. Rồi mình đem đủ ra trước cửa nữa đây. Tôm bự quá chừng nè. Tôm tươi luôn. Đó, tôm nặng nó cho ăn nè. Tôm tươi nhìn tôm thiên nhiên luôn. Thiên nhiên ở tại chuẩn không có chút ốc. Ta không mua nào kiến vậy. Để tiền có nè. Coi ta bán đông vui hơn.